chim của dân nuôi gần nhà. Hai con mập tầm 6-7 tháng thôi. Con bên này không nắp, có đồng không có cầu, không đấu được. Bên này em bên phải là màu lân nhé, dụng hết cả lông đuôi, đuôi không có phủ áo lồng luôn, cứ để lại thôi, có áo không cần phủ. Phân thì một tuần dọn một lần, tuần tắm một lần, thậm chí 10 ngày, 15 ngày chưa tắm rồi. Rất dữ luôn, con này nhìn chim rất dữ luôn. Lên cui. Con này thì mình ống dài đoàn, đấu xòe tốt. Và bên đây là con mồi. Mồi thì bộ siêu to khổng lồ. Con này to dài này, con này được tính gọi là to dài này. Đấy. Chim ăn cám tổng hợp. Anh em cần liên hệ nhé, cần con nào liên hệ trực tiếp số điện thoại 036 560 511.